Rồi, chào mọi người nha. Lâu lắm rồi mình mới có dịp lấy xe ra đi một chuyến, cũng không dài lắm nhưng mà với mình là nó cũng dài rồi. Thì không có cái điều kiện để đi quá xa được. Thì hôm nay cũng đi công việc thôi chứ không phải là đi chơi. Điều thôi tầm thì cũng đâu có nhiều thời gian để đi chơi đâu, cho nên cứ tận dụng chuyến đi công tác hơi xa một tí, làm một cái tour luôn rồi quay vlog lại cho mọi người xem. Nên mình sẽ đi Đại Lộ Đông Tây ha, rồi rồi đi qua hầm Thủ Thiêm, rồi qua phà Cát Lái, rồi đi về phía Bà Rịa. Nghe đúng là đi sớm mà. Cuối cùng sàn tới sàn lui cứ 5:30 rồi dẫn xe kiểm tra máy quay, rồi 6:00 mới xuất phát. Bây giờ để coi là 6:07 rồi. Hôm nay có vẻ là một ngày nắng, trời trong và mặt trời rất là sáng nha. Lần gần nhất mình đi xe là cũng đi bằng chiếc xe này là lúc cái ngày mà thành phố Hồ Chí Minh vừa hết lệnh giãn cách xã hội. Hôm nay đi lại là lại vô mùa Covid mới nữa. Nói chung nước mình như vậy là may mắn lắm á. Vừa may mắn mà cái gì đó nó tâm linh á, là mình không có làm cái gì nó phải để bị nhận một cái hậu quả to tát hết. Nhưng mà không có chủ quan được. Nên quán xá hàng quán đồ cũng bớt rồi.
đây là cái năm mà cái ngành dịch vụ đó khó khăn. Đến cửa hầm rồi. Chỗ này xe máy mình được đi có 40 km/h thôi nha mấy bác. Không phải bên làng ô tô đâu, vô đây nhiều khi mình thấy mấy bác chạy cũng quá trời. Với lại thực sự mà có nhiều anh em á chạy xe mình thấy vậy nè. Nói chung là cái thói quen mình không biết sao, hay là cái sở thích, hay là mình vô mình đi xe phân khối lớn rồi, mình gắn bô độ rồi, một cái đi vô trong hầm là nẹt bô sùm luôn. Cái bô zin mà đi vô trong hầm mà nẹt nó còn nghe được á, tại vì nó vọng nó echo á. Rất là tội những cái người ta đi xe cùng lúc đó với mình ở trong cái đường hầm. Có nhiều người ta quen phân khối lớn không nói, những người ta không thích đó, hoặc là người ta có thành kiến với phân khối lớn rồi, ta nghe ta rất là khó chịu. Cho nên là mình gắn bô, mình chơi, nếu mà nói về quy định á, mình gắn bộ độ, mình tháo tiêu giảm thanh ra là mình đã sai rồi. Cho nên sai thì mình chơi mình cũng kềm chế bóp một chút. Chứ chơi mà biết cho nó đã cái sở thích, cái gu của mình thôi, những người xung quanh mặc kệ á, chơi về nó không có bền. Cứ nên thấy đi qua hầm là phải nẹt một vài cái, nét đinh tai nhức óc luôn. Cũng chả hiểu nó vui gì lúc đó nữa. Thì cái này là ý kiến cá nhân mình thôi. Còn anh em nào thích chơi thì cứ chơi, nó cũng chả có việc gì. Nhưng mà đều mình chơi, mình cũng phải để ý đến cái sự phiền phức của những người xung quanh. Mình tôn trọng người ta thì người ta tôn trọng mình thôi, chứ không phải mình leo lên chiếc phân khối lớn rồi mình có quyền không cần xem ai xung quanh ra gì hết, thì như vậy nó không có đúng. Chiếc phân khối lớn nó là một cái niềm đam mê, hoặc là một cái sở thích, hoặc là một cái gu để mà giải trí của một số người. Thì thực ra những cái người còn lại á cũng không chắc là đâu phải người ta không có tiền, người ta mua hoặc không có điều kiện chơi đâu, nhưng mà cái gu người ta là gu khét. Ví dụ như là gu đi chụp ảnh, gu đi phượt bằng xe đạp, gu đi phượt bằng những chiếc xe mà nó cổ á. Không phải là, đâu phải là người ta không có điều kiện người ta chơi đâu, nhưng mà tại cái đó là cái sở thích của người ta. Mình thích cái gì cũng được, mình chơi cái gì cũng được, đừng phạm pháp là được. Nhưng mà không phạm pháp nhưng mà cũng đừng có phiền toái những cái người xung quanh quá. Đó là cái lịch sự tối thiểu. Cho nên là mình thì mình thấy nó như vậy đó. Còn anh em chơi mà không có để ý đến ai hết á thì mình chơi không có bền. Mình đâu có sống mình được đâu. Đó, cho nên là cái thời gian qua có nhiều vlog á cũng nói lại cái tình hình là căng thẳng hơn đối với lại xe phân khối lớn, phân khối nhỏ, mà có những cái
những cái hoạt động mà nó gây ảnh hưởng cộng đồng á. Thực ra mình thấy là rất là tiếc cho cái giới mà chơi xe á. Tại vì làm ảnh hưởng rất là nhiều. Có nhiều anh chị em bên mấy cái diễn đàn khác hoặc là những cái câu lạc bộ khác á, người ta chơi điềm đạm lắm. Mình thấy người ta chơi điềm đạm lắm, thậm chí người ta còn đi bô zin nữa, điềm đạm lắm, đi xe cũng theo hàng, theo lối, theo quy củ đàng hoàng ha. Họ đi chơi, họ đi khám phá, hoặc là đơn giản là họ đi thư giãn thôi. Và thật sự là cái cách người ta giải trí, người ta thư giãn nó không có phiền đến ai hết. Nó chơi như vậy thì nó mới bền được. Đường này mình đi mình thấy nó đẹp, nhiều khi quên luôn là đang tưởng đâu đang ở nước khác á. Và đó giờ thì mình làm vlog á, chủ yếu là mình quay rồi mình add caption vào thôi chứ không có nói. Tuy nhiên là cái cách đó thì đúng là nó không có tương tác nhiều, xem nó chán cái dạng đó rồi, giống như là để phù hợp với lại mấy cái dạng mà kênh mà làm ca nhạc đó. Thật ra không phải là mình không biết, tuy nhiên là mình cũng không có phải là quá chú trọng cho cái chuyện làm kênh, tại vì công việc của mình thì nó cũng không có phải là chỉ có làm những cái chuyện này. Việc mình không phải là đi làm kênh YouTube là chính. Mình làm nhất là mình giải trí, cái thứ hai đó là thì nói về những cái cảm xúc trong công việc cũng như là trong cuộc sống á. Thì đối với mình đó thì trong công việc hàng ngày á, hồi xin lỗi để xe này qua, không nên chạy song song với những chiếc xe này. Công việc của mình thì mình cũng hay khi mà nói chuyện với những đồng sự của mình á, mình cũng hay nói về những lúc mà trà vô tử hậu, rồi cũng hay chia sẻ về những cái quan điểm và cảm xúc nhiều, tại vì thực tế mà nói thì mình thấy là mình nên duy trì những cái cảm xúc tích cực, cũng như là thậm chí là mình nên có cảm xúc, vì nó giúp mình cân bằng lại rất là tốt. Nó giúp mình nó một còn cái điều gì đó mà mình thấy là nó gần như là nó giúp mình còn giữ được cái mối quan hệ trong cộng đồng mà. Tại mình thấy cuộc sống càng ngày nó càng văn minh hơn, thì nó cũng chiếm hết cái thời gian của mình trong một ngày, dành cho người thân, dành cho bạn bè, dành cho những cái sở thích, đâm ra rồi dần những cái cảm xúc của con người nó cũng bị chai sạn đi.
cái đó mình thấy là đó là một điều rất là đáng tiếc. Nếu như cái cuộc sống của mình mà nó suốt ngày chỉ có quanh quẩn với lại cái những cái thứ liên quan đến cá nhân á, không liên quan đến những người khác á, thì đó là một sự đáng tiếc. Đây là khu trò chơi tuyết giữa cô quên quận 2 nè. Mình nghĩ là thật là phí cái thời gian nếu mà đi làm clip mà không có tương tác. Không nói là tại vì thật ra thì văn nói với văn viết nó sẽ khác rất nhiều. Văn nói thì nó đỏ, đầu tiên nó đỏ phải đọc. Cái thứ hai là nhiều khi viết rồi cái nội hàm của cái câu đó nó đưa ra mỗi người hiểu một kiểu nữa. Nói thì nó nghe nó sẽ dễ tiếp cận với cái ý chính xác của cái câu hơn. Nó lại truyền tải cảm xúc nó tốt hơn. Cho nên là mình thấy là với cái nhu cầu của cái kênh của mình á, mà nếu mà cứ duy trì theo cái phương pháp mà tách như vậy á, thì nó không có phát huy được hết. Vậy là mình chuyển sang cái hình thức là mình giao tiếp tương tác như vậy. Thật ra nó cũng không phải gì hấp dẫn đâu, tại mình biết cái kênh mình nó rất là chán, nó cũng kén người coi. Thật sự với các bạn là mình chơi cũng rất là nhiều xe rồi, từ Classic, Next, Sport, rồi Next cổ điển, rồi Sport cổ điển, rồi mình chơi rất là nhiều. Nhưng mà từ lúc mình chơi đến giờ thật sự nói mình chưa có chơi một cái hội nào hết, không tham gia một cái hội nào hết. Để mình qua cái ngã tư này đây ha. Tại vì cái gu chơi mình nó rất là khó, nó rất là khó, nó khó có thể là nó ít người á, ít người cùng gu á. Với lại mình thì mình không có điều kiện thời gian nhiều để mà cà phê cà pháo hay là đi tour cùng nhóm, cho nên là mình mà tham gia rồi nó cũng chả có giá trị gì thêm cho nhóm cả. Nhiều khi nó làm mất vui nữa, nhiều khi người ta lên tour đi chơi mình đâu có đi được đâu. Okay. Nên là mình chơi solo không à, không bao giờ chơi chơi hoặc là đi tour chung với hội nhóm nào hết. Nên là cái điều kiện đó mình chia sẻ những cái quan điểm sống trong công việc đó thì nó cũng bị hạn chế với cái điều kiện của mình. Cho nên là hy vọng là cái cách này nó sẽ gián tiếp giúp cho mình tương tác với nhiều anh em chơi xe hơn. Nó cũng chả có phải là cái gì ghê gớm hay chân lý gì cả. Ai nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi. Thì cũng không cần Facebook, cũng không cần phải like, không cần phải share gì cái kênh mình cả. Cơ bản mình làm kênh này là vì mình có nhu cầu chia sẻ cảm xúc. Còn nếu như mà bạn nào nghe thấy hợp thấy vui tai thì nghe.
đường này mình ít đi lắm, nên nhiều khi đi lâu lâu giật mình không biết có đi lộn không. Mình thì ít khi nào mà mình đi xa phân khối lớn, đi dạo trong thành phố uống cà phê lắm, không bao giờ. Tại vì nó không có tiện bằng xe tay ga. Xe phân khối lớn mà đề một phát cái chạy có một chút xíu à, cái dừng tắt máy. Nó không có giải quyết được cái vấn đề gì cả, từ cái cảm giác chạy xe cho đến diện này, thậm chí về mặt kỹ thuật nó cũng không có sạc cái bình kịp nữa. Chạy như vậy cái bình nó xuống, mặc dù nhiều người thắc mắc là ủa sao có chạy mà sao nó bình nó không vào. Thực ra cái bình zin của chính hãng mấy xe phân khối lớn nó cái dung tích bình nó nhỏ lắm, nó không lớn, một nó chỉ có thể đáp ứng được trong điều kiện bình thường á, đề được khoảng chừng 4-5 cái chất lượng à, nên mà mỗi lần đề là nó sụp áp nhiều rồi. Mà mình chạy trong thành phố thì không chạy được lâu, không chạy được ga lớn, cho nên nó là nó cái dòng nạp vào trong bình nó không có cao. Nên là từ từ cái bình nó phải sụp, nên là mình phải canh bình. Giờ đến phải các lái rồi, không biết kịp chuyến phà không hay là đi xuống dưới đó đợi. Cái chai nước ngay chỗ đó anh em nào mòn ôm cua cả gói là đi liền á. Đường bên này thì có nhiều vlog nói nó có đoạn có mấy anh đứng chốt. Mình cứ chạy trong giới hạn cho phép thôi, có việc gì đâu phải lăng tăng. Đường bên đây đẹp, nhìn vẫn còn cái gì đó nó rất là yên bình. Hôm bữa có mấy anh em nào gửi email mình á, chắc là mấy anh em mới chơi hoặc là đang tìm hiểu
Chứ còn cái này thì mình không nói cho những anh em mà chơi xe, biết chơi xe lâu rồi ha. Thì cái này nó cũng rất là bình thường thôi. Hồi đó mình mới chơi, mình cũng đi tìm hiểu dữ lắm. Đó là cái trợ lực nè, cái trợ lực cổ. Thì thường á, xe phân khối lớn á, người ta hay gắn trợ lực cổ, rồi hoặc là trợ lực ở dưới chẳng ba, hoặc là trợ lực sườn. Thì có nhiều anh tưởng đâu á là nghe từ trợ lực á, có nghĩa là gắn vô một cái mình bẻ cái cổ xe nó nhẹ, cổ xe nó sẽ nhẹ hơn. Giống như mình chơi mấy món gì mà nó có hỗ trợ trợ lực thì nó sẽ nhẹ vậy đó. Thực ra nó không phải là như vậy. Gắn cái này vô nó làm cho cái cổ xe nó nặng hơn, chứ không phải nhẹ hơn, không phải nhẹ hơn nha. Mục đích của cái trợ lực cổ á, là để nó giữ ổn định của cái tay lái của mình, nó không có bị đảo khi mình chạy tốc độ cao. Nếu mà mọi người mà có để ý á, những chiếc xe mà chạy tốc độ cao hoặc là nó vừa nhấc cái bánh trước lên tí xíu á, rồi nó lại hạ xuống, nó chạm đất vì một cái cú thốc ga nào đó đó, thì cái tay lái nó thường có cái xu hướng là nó đảo, nó chỉnh trạng liền. Thì cái trợ lực cổ nó có tác dụng trong những cái lúc đó, những cái tình huống đó, nghĩa là nó sẽ cố định cái, không phải là cố định là té liền, nó giữ cho cái tay lái của mình nó giống như là nó có thêm một hai cái tay lên cái ghi đông phụ với mình vậy đó, nó kèm cái ghi đông lại đó. Mục đích cái trợ lực của nó là như vậy, gắn ở đâu thì nó cũng mục đích như vậy thôi. Gắn ở bên hông sườn hay là gắn ở dưới chẳng ba thì nó cũng đều có tác dụng là nó giữ ổn định cái ghi đông của mình không bị đảo ha. Thì có người thì người ta thích gắn ở cổ, có người gắn ở chẳng ba, có người gắn ở sườn. Nó tùy vô cái yêu cầu kỹ thuật, hoặc là thậm chí là cái cơ bản, có bạn thích gắn sườn nhìn nó đẹp thì cái trợ lực cổ mà gắn sườn, trợ lực sườn thì nó dài hơn trợ lực cổ. Thì với mình á, riêng cá nhân mình á, khi mà mình gắn những cái phụ kiện lên xe đó, thì cái ưu tiên một của mình đó là nó tăng thêm cái tính an toàn và cái độ ổn định của xe, rồi mới đến cái chuyện là đẹp hay không đẹp. Như cái dòng Scrambler mình đang đi á, thì nó có nhiều vị trí gắn lắm. Mình thấy có nhiều anh em gắn ở chẳng ba, bởi vì không gắn ở cái cổ được. Mà lý do là không gắn ở cổ được á, là do nhiều anh em chơi cái phụ kiện resume đưa cái đồng hồ về ở giữa đó, thích cho nó đẹp, đưa đồng hồ về giữa cho nó đẹp, cho nên đã đưa về đây rồi thì không lắp được cái trợ lực cổ nữa. Thì đó là cái sở thích của mình thôi, sở thích của những bạn đó chơi bình thường thôi, ưu tiên đẹp. Còn đối với mình thì cái trợ lực cổ nó là một cái phụ kiện, nó giúp mình an toàn hơn khi chơi phần khối lớn ha. Cho nên đó là đối với mình ưu tiên một là an toàn trước. Bởi vì sao mình gắn ở cổ là bởi vì mình gắn mình sẽ chỉnh được, mình chỉnh tùy cái tình huống, tùy cái đoạn đường mình đi nó có dễ làm cái tay lái của mình nó đảo không, hoặc là mình chạy cỡ nào, ở đoạn đường nào, ở tốc độ nào. Thì thường những cái xe phân khối lớn thì nó có trợ lực cổ điện á, thì nó tự động, anh chạy ra tốc độ cao thì nó cái trợ lực cổ nó sẽ cứng hơn, chạy tốc độ thấp thì nó sẽ nhẽ ra. Thì mình không thích cái trợ lực điện, bởi vì nó tự động hết à, mình không có can thiệp gì được hết á. Mà cái gì mà tự động quá thì nó cũng phiền lắm. Rủi nó có hoạt động không mình không biết nữa.
cho nên là mình thích xài cho cơ khí hơn, mình kiểm soát được nó tốt hơn. Dĩ nhiên là vừa chạy vừa thao tác, nhưng mà nó cũng không có quá phức tạp. Ví dụ như mình nói đoạn đường này mình chạy chậm, trong đô thị mình chạy chậm đi, thì mình sẽ chỉnh cái nấp này xuống mức nhẹ nhất. Khi mà vô cái đoạn nào mà mình chạy nhanh á, mình sẽ tăng lên, nó rất là cơ động, rất là linh động, nó thuận tay mình nữa, cho nên nó tiện lắm. Còn nếu như mình gắn trợ lực cơ khí mà mình gắn ở dưới chẳng ba, mình lúc chạy mình đâu có chỉnh được đâu, phải chỉnh ngay từ đầu luôn, hoặc là dừng xe lại xuống chỉnh thì rất là phiền. Cho nên là với mình đó là cái tính tiện dụng, an toàn, tiện dụng rồi mới đến cái nó đẹp. Thì mình giải thích cho có hai cái bạn gửi mail như vậy, nhưng mà tại mình lu bu quá mình cũng quên trả lời. Nhưng mà mình nghĩ là chắc các bạn là cũng đang tìm hiểu để theo đuổi cái sở thích chạy xe, cho nên là mới tìm. Chứ thường thì anh em chơi xe thì ai cũng biết cái vụ này hết á, cho nên nó cũng không phải là vấn đề phức tạp đâu. Nhưng mà trợ lực thì trợ lực cổ, đặc biệt là những cái món mà nó mang về tính an toàn á, thì mình nên sử dụng những cái phụ kiện thương hiệu tốt, uy tín, để mình đảm bảo cho cái khả năng vận hành của nó trong những cái điều kiện lâu dài và nó khắc nghiệt. Rồi mình cũng phải bảo trì nó thường xuyên để cho nó đảm bảo khả năng vận hành nó tốt. Ở đây đẹp quá, chắc đây là một cái dự án gì nữa đây. Rồi đoạn này là cho chạy có 50 thôi nha các bác. Mình thì mô tô phân khối lớn thì mình thích, mình thích từ nhỏ kìa, xe gì cũng chạy qua rồi, cũng trải nghiệm rồi, nhưng mà sau này mình quay lại với cái dòng nét cổ điển thì mình chọn cái con Scrambler. Tại vì khi mình đi mấy chiếc khác á, rồi thì mình nhận thấy một cái điều là đúng là nó cho những cái sự cảm giác phấn khích nó dữ dằn hơn. Tuy nhiên á là mình không có hưởng thụ được hết cái công suất mà nó mang lại được đối với điều kiện đường xá của Việt Nam ha. Cái nhất đó là nước người ta, mấy bạn thấy người ta còn quy định tốc độ tối thiểu, chứ không phải như mình chỉ có tốc độ tối đa không. Đối với cao tốc nó có quy định tốc độ tối thiểu, cho nên vừa chạy vừa kiểm soát mấy cái đó nó mệt quá. Với lại cái điều kiện đường xá và cái tình trạng giao thông của đường xá mình á, nó khá là nhiều rủi ro trên đường. Mình không phải là dân đua chuyên nghiệp gì hết á, nên là kỹ năng chạy xe này cũng có hạn thôi, cho nên là cái khả năng xử lý của mình nó sẽ không như những anh chị khác. Nên là mình chọn cái dòng nó phù hợp. Còn đối với mình nha, ví dụ như mình chơi một cái con xe mà cái khả năng của nó có thể đem lại chừng 7-8 phần thôi, một chiếc xe mà nó đem lại một cái sự phấn khích, mà ví dụ chia làm 10 cấp độ đi, mà nếu một cái con xe khác nó chỉ có tầm 7-8 hoặc là 6-7 cũng được, nhưng mà với cái điều kiện của môi trường xung quanh đó mình chơi nó đó, thì mình chơi được hết 6-7 phần đó của nó luôn, thì nó vẫn thích hơn là mình đầu tư một cái chiếc xe
nó có thể đáp ứng được 10 phần nhu cầu, nhưng mà 3-4 phần kia thì nó không có phải thường xuyên, hoặc là cũng không có làm được ở cái điều kiện kia, thì gần như mình không bao giờ có cái dịp để mà thử được những cái khả năng đó của nó, cho nên là nó rất là phí. Cho nên là mình quay lại cái dòng này, nó vừa phải, nó không quá nhanh, nó không quá mạnh, nó vừa đủ cho điều kiện đường xá thành thị nông thôn, đường xấu một chút, đường tốt không nói, là đường xấu một chút nó vẫn ban được. Đó, thì cái cách mình chọn xe và tại sao mình đi cái dòng này là như vậy, tại mình cũng đâu có chạy nhanh đâu, mình đâu có chạy 299 được đâu, cho nên là mình đi những chiếc xe có khả năng chạy 299 là rất là phí. Đến giờ thì mình thấy là chiếc xe này nó đáp ứng những cái nhu cầu mà phải nói là thường xuyên và phù hợp với điều kiện đường xá mà mình hay chạy, cho nên là mình rất là thích cái con này. Nó không có cái gì quá trơn á, nó ở cái mức là trung bình khá. Con này đi với mình cũng nhiều tour xa lắm rồi, dĩ nhiên là cũng chơi solo thôi. Mình thì mình có mấy lần mấy bạn comment cũng vui, tại mình hay có cái gu đi xa mới đi phân khối lớn, mà đâu có điều kiện thời gian đâu. Thì hồi trước dịch á, mình còn chạy lên Đà Lạt uống cà phê đi về, kiếm chuyện cho đi, lên uống ly cà phê, ăn ổ bánh mì không đi về. Hôm nay trời trong ghê. Cái chiếc này nó không quá hung tợn, nó không có nó cứ làm sao ta, nó cứ vừa đủ á, thích ghê. Nó cũng không phải là chiếc chậm đâu,
chưa bao giờ xài thấy hết ga của nó được á. Cứ lên ga là nó lên à, lên nữa nó lên nữa à. Rồi mình ra đến quốc lộ 51 rồi.